có một hòa thượng 65 tuổi kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp, tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Trộm công giảm điều. Hiện tại trong giới kiến trúc có 3 câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập. Đã trộm công là giảm liệu chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có 2 con trai. Đứa đầu, tên Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út, tên Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn. Các cổ đông trong 2 thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch.
tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông, nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoán báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng để tụ Thành nắm quyền. Thế là tụ Thành tha hồ thao túng, việc trộm công, giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng, thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căng, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căng xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng, mà các công trình Mộc Căng nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căng đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căng xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căng nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căng dám vong ân bội nghĩa với mình, nên ngay tối hôm đó y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1 năm rưỡi tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng với các thế lực đen, mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi, thì giao cho bên xây dựng lo, và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt, mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga
để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai, còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đài địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đài địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất, từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chân té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cùng khuyên bảo ngài, nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên, nay phải chịu quả báo này, nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục, được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi, cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại dục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh
và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của ngài đã từng kể rằng, hòa thượng nói, ngài sẽ trì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với hòa thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng, đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên, vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là, vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ, hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó, được bác sĩ chuyên môn ở Y viện Phụ Sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng, vợ của ông đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này, trong chớp mắt, cũng vây bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn một năm vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến.
Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8. Nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi phủ Đà Sơn lễ tượng Quan Thế Âm tại phủ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời khỏi phủ Đà Sơn về nhà hơn 1 tháng, thì vợ ông đã có tin vui, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến 1 năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng, cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường, quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ Tát. Một đêm thu, năm 2005, Bồ Tát Quan Thế Âm, thần uy diệu lực một lần nữa, lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hương Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đúng vào 1 giờ khuya. Ông vì muốn hoàn nguyện, Ngài đã ban cho đứa con, nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, từ Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói: "Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, hào quang của Bồ Tát, hào quang của Bồ Tát đó." Lúc này, đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn. Ông cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung, tuy là ban đêm, nhưng có luồng hào quang sáng chói. Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy một lần. Tuy sáng rực rỡ, nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quan Thế Âm. Sau này, ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó, ông quá kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp 100 lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi: liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không? Nhưng
Vừa nghĩ đến đây, thì ông bỗng e dè. Khi nhớ tới bao thức mặn ngon lành, suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức. Nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn. Vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia, khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ. Mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang. Dòng vợ của ông cuống quýt báo tin. Con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ. Tính ra đã mười mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé, ai cũng đuối đừ, kiệt sức. Ông giơ điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt. Ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay chí thành khấn nguyện: xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, thì vợ ông đã gọi điện báo tin. Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức, ông bị kích động, đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình, nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông: có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận, thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định: chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời, cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin, nếu hành đúng theo Phật Pháp, thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5, năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, có một chút uy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương. Nhưng giờ đây, đối diện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhường bộ một bước. Nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tín bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu, mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con
hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Mộc 8 tháng 8, ông bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày 1-2 bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng. Giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận, tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc, ông đã buồn nghẹn ngào, đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh, đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó, họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bén đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chưng đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng tư này á, rồi xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong, thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng, đáng sợ, bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó, họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, ông hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tính, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt, nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên tháng kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được, trước vực thẳm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn, chẳng dám đói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Bây giờ, họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học, đã biết sợ và tin trên đầu ba thước có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của họ, thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành. Chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bàn hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không do uống thuốc mà được lành, thì phải nói, đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn, chỉ dẫn, giúp họ phá mê, bỏ xấu. Cảm tạ đứa con đã thông cảm, tha thứ, chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết
mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chỗ chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống. Có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi, những tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, những gì trái đạo không đúng pháp. Ngoài ra, còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới định huệ, đúng pháp mà tu hành, thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì dù kỳ tích có xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiện tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tinh thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người. Sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến, mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm, nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay, tính tâm học Phật cũng không kiên định. Cuối năm 2007, Lưu cư sĩ khám bệnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú. Sau khi tái khám, bác sĩ bảo, cô về nhà nghỉ dưỡng, thích món gì thì cứ ăn. Bệnh này mạng sống chỉ tính từng ngày. Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ. Bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy. Giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy. Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cho tốt. Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải trì giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật Pháp, cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói, tôi không còn sống bao lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học. Xin mọi người ủng hộ cho. Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn dày vò khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời còn khuyên cô nên tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi cũng vui mừng tở mở, xúm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày cô tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh tĩnh tọa, chuyên chú miên bật. Lúc này, phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh, tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 24 biến, ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận.
Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế 3 tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn u bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử. Không những bản thân cô thọ sâu pháp ích mà còn khiến cho toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối, vì sao chỉ 3 tháng được lành, là do các nguyên nhân sau đây. 1. Nhờ cô sửa đổi tu 3 điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. 2. Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. 3. Hàng ngày thành tâm tụng chú, nhất thiết Như Lai tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu, phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ điều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh, 10 phương tịnh độ. Người người, nếu y theo 3 điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh. Tuần thất đầu tiên, mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ 7, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi, mẹ ơi, mẹ nói giọng hương đài và tướng quân Ngu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, giọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê già thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi,
Vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác, kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà, hôm nay là đêm bông về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ, anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con, vì gả con cho người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ ra kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hãi hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai, mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ! Mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta,
ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính, chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá, nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, dấn châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi! Ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn, mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô, từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân, thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này
đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đó, tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé, càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái: hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đụi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý nguyên nhân bất hạnh.
Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi. Trông rất tiều tụy, cô quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lể về những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hách cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi, ngài trầm ngâm một hồi, rồi hỏi. Hôm nay vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa. Dạ, bà Hách dặn con, tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói. Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng, đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm, bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp. Y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ, nhìn ngắm mình, rất ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật đầu, sư phụ nói tiếp. Dục vọng nam nữ, ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà, bản chất phái nữ vốn yếu đuối. Vì vậy, con phải cẩn trọng, tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu, trau dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này, có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương, chứng tỏ mình giàu. Làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau chuốt làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm, ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân, nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước, ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau, đòi nợ. Con không thấy, có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên, tất cả nam nữ thiện lương trên đời, tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì
trau chuốt, hở hang, sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu có muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính, trong sạch và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy, thì dù định mệnh an bài sẵn, phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? Dạ, con hiểu rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào? Việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ, vâng lời hòa thượng dạy. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày, tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căn nhiều kiếp. Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường, đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống. Còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi, thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi.
Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua. Nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về, an ủi nó: Con gái cưng à, cổ nhân thường nói, có chí thì nên. Con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đại trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận, có thể dùng câu đạm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo: Con mau lấy bản tính ra, cộng hết lại thử coi. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang, 597 điểm, không thừa, không thiếu. Tôi vội nhắc: Nè, con có nhớ tuần trước, bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng, nói con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này, hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được.
bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng. Ba ơi! Tôi bảo, con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức bình gia hộ cho, thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo, thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, tùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ, là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng. Lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời ngài hoàn toàn chân thực.